Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là chuyên mục Cà phê Hotline. Thưa quý vị, mới đây qua đường dây nóng của chương trình là 0901812999, rất nhiều khán giả đã gửi phản ánh đến kênh VTC9, bày tỏ sự tiếc nuối khi mà công viên Hồ Điều Hòa Việt Hưng của quận Long Biên, Hà Nội cũng đã bị bỏ hoang và ngày càng xuống cấp trầm trọng, ghi nhận của phóng viên ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân. Nhiều hạng mục bị hư hỏng, bong tróc, rỉ sét, thậm chí người dân tận dụng làm nơi tăng gia để trồng rau và nuôi gà. Đây là thực trạng đang diễn ra tại công viên Hồ Điều Hòa Việt Hưng của Long Biên, Hà Nội. Mình thấy công viên đây nó rất chi là rộng, mà nó ở những cái địa như này nó rộng đẹp. Mình thấy nó cũng hơi phí bởi vì là cái khuôn viên thì rộng mà những cái bờ kè rồi mọi cái nó bị hoang tao hoang hết rồi, nó vỡ hết rồi. Rồi mình thấy người đi câu rồi những cái nuôi lợn nuôi gà là cũng có, thấy nó cũng hơi phí. Cá nhân mình thì muốn là địa phương và chính quyền đây là muốn xây dựng lại công viên này để cho mọi người được ngồi chơi hoặc là đi lại cho nó thoáng mát, không gian sinh hoạt nó sạch sẽ hơn, sạch đẹp hơn. Được biết công viên Hồ Điều Hòa Việt Hưng nằm ở vị trí đối diện Ủy ban nhân dân quận Long Biên tại nút giao đường Đoàn Khuê Vạn Hạnh. Năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo và xây dựng mới trên khuôn viên có sẵn với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng trên diện tích khoảng 157.237 m2. Tiến độ dự án được duyệt thực hiện trong giai đoạn 2020-2022 do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị đầu tư các hạng mục cây xanh, vườn hoa. Theo đó, theo quy hoạch được phê duyệt, công viên Hồ Điều Hòa Việt Hưng là nơi vui chơi, thư giãn, luyện tập thể dục thể thao lý tưởng cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, cho đến nay, công viên rộng hàng ngàn mét vuông này là như một đồng cỏ hoang, không có bất kỳ hoạt động cải tạo nào. Khu này thì được cái hàng cây rất chi là đẹp, nhưng mà những chỗ xung quanh toàn rạ mọc lên. Nếu mà mình cải tạo được từ chỗ đoạn cỏ dại đi thì công viên rất chi là đẹp. Trước thực trạng này, người dân đề nghị Ủy ban nhân dân quận Long Biên cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm có phương án cải tạo, xây dựng để cải thiện bộ mặt đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.